Bonjour mes enfants, on va lire d'abord Kintadam et après on va remettre dans l'ordre. Và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp các từ thành câu có nghĩa. Papa regarde la télévision. Bố xem TV. Nicolas joue de la trompette. Nicolas thổi kèn. Alice joue du piano. Alice chơi đàn piano. Marie aime le chocolat. Marie thích chocolat. Pauline dessine une poupée. Pauline vẽ một con bê. Alex a un petit tambour. Alex có một cái trống nhỏ. La souris vole le tambour de Nicolas. Con chuột ăn cắp cái trống của Nicolas. Elle aime chanter. Chị ấy thích hát. Papa regarde la télévision. Nicolas joue de la trompette. Alice joue du piano. Marie aime le chocolat. Pauline dessine une poupée. Alice a un petit tambour. La souris vole le tambour de Nicolas. Elle aime chanter. Et maintenant, je mélange les mots et vous allez remettre dans l'ordre. Bây giờ cô trộn các từ, không theo thứ tự nữa. Các con sẽ xếp lại thành câu có nghĩa, những câu các con vừa học. Số 1. Regarde papa télévision là. Allez, travaillez. Các con làm bài nhé. 2. Joue Nicolas la de trompette. Remettez dans l'ordre. Xếp lại theo thứ tự của câu nha con. 3. Ballon Olivier au joue. 4. Vol, souris, le, la, Nicolas, tambour, 2. 2. Et voilà, maintenant travaillez. Và bây giờ các con làm bài vào vở.